Dạ Quyền xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn mình nha. Và ngày hôm nay thì Quyền xin giới thiệu đến với cô chú anh chị bạn mình một chiếc TV đến từ thương hiệu Nhật Bản 55 inch giá cực rẻ dưới 10 triệu của chú bạn mình nha. Rất là đáng mua, độ phân giải là 4K. Mời cô chú anh chị mình hãy cùng Quyền cùng nhau tìm hiểu về chiếc TV này nha. Đây là chiếc TV 55 inch đến từ thương hiệu Toshiba của Nhật Bản của chú bạn mình nha. TV này được sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam nha, với độ phân giải 4K. Đây, có tìm kiếm giọng nói luôn cô chú bạn mình nha. Với mức giá hiện tại tại điện máy xanh là 11.990.000, giảm còn 8.990.000. Thời gian và cũng như là số lượng giảm có hạn, nên cô chú anh chị mình ưng mẫu này thì liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha, để Quyền hỗ trợ tư vấn cho cô chú bạn mình luôn. Và Quyền là hỗ trợ tiền mặt nha cô chú anh chị bạn mình nha. Hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam luôn cô chú anh chị bạn mình ơi. Đó, khu vực nào Quyền cũng hỗ trợ giao hàng được hết luôn nha. Ưng mẫu này thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền. Màn hình này là màn hình 55 inch cho cô chú bạn mình xem nha. Đây là màn hình tràn viền luôn nha, nó không có cái rờ nha cô chú bạn mình nha. Đó, rất là mỏng nha. Đó, rất là mỏng luôn. Đây cái chân nè, cái chân này nhìn cũng rất là sang nha cô chú bạn mình nha. Rất là sang luôn nha. Đây có bóng đèn nè, bên đây là sẽ có một cái biểu tượng của Toshiba. Nói chung là TV này rất là đẹp nha, 55 inch. Đó, độ phân giải là 4K. Đó. Với mức giá hiện tại chỉ có 8.990.000 thôi mà chúng ta sở hữu được thương hiệu Nhật Bản nè, bảo hành 2 năm, sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam luôn cho chú bạn mình ơi. Rất là tuyệt vời luôn nha. Quyền sẽ cho cô chú anh chị bạn mình xem ha. Này có hỗ trợ cho chúng ta là tìm kiếm giọng nói luôn. Đây là cái remote nè. Đó. Tìm kiếm giọng nói thì chờ cô chú bạn mình bấm vô đây ha, bấm vô cái nút voi này rồi mình sẽ nói ha. Trên đây chúng ta sẽ có những cái nút nhanh, ví dụ như muốn vô YouTube thì chúng ta bấm cái nút này là sẽ vào YouTube đây. Đây, Quyền sẽ đó. Lên YouTube. Ở đây có nút điều chỉnh nè. Qua lại lên xuống và nút chính giữa, nút chọn, nút OK. Đây, đó. Rất là nhiều luôn ha. À. Quyền sẽ cho quý bạn mình xem về cái độ phân giải nha. Đây, Quyền sẽ cho quý bạn mình xem một đoạn thôi là mình biết cái độ phân giải của nó là đẹp xịn sò như thế nào rồi. Đó. Này quảng cáo này mình bấm qua cái. Đây rất là đẹp nha các bạn mình nha. Nói chung là hình ảnh thì không cần phải chê rồi. Đây rất là tuyệt vời nha. Đây. Cái lo thì cũng rất là ok với các bạn mình nha. Mới 50% thôi. Rất là đẹp nha. Đây đạt chuẩn 5 sao luôn cho bạn mình ơi. Đó, sản xuất tại Thái Lan nha, thương hiệu của Toshiba đến từ Nhật Bản nha. Các cổng kết nối thì có đủ ha, hai cổng USB nè, HDMI nè, jack 3.5 nè. Đó, thêm hai cái ngõ HDMI luôn, anten nè, rồi optical và mạng lăn luôn. Đó, có đủ luôn cho bạn mình nha. Và remote này rất là dễ sử dụng của bạn mình nha. Ở trên đây thì cho nút trở lại nè, nút thoát nè. Đó, ở đây điều chỉnh qua lại lên xuống nè, nút chọn, nút OK nè. Rất là tiện luôn. Và trên đây nút nguồn nè. Input là để chúng ta chọn cái ngõ vào như là HDMI hay gì đó. Đó, rất là tiện nha. Ở đây có phím số. Rất là dễ dùng. Bên đây lớn nhỏ nè. Đó, bật lớn thì bên đây coi chứ bạn thấy cái nút lớn nhỏ đó nên lên. Bên đây thì khi mình kết nối anten xài đài thì bấm chuyển đài. Đó, trên đây có rất nhiều phím nhanh luôn. Rất là tiện lợi, rất là dễ dùng ha. Đến từ thương hiệu Nhật Bản của Toshiba. Và đây đồng trong những cái TV mà Quyền nghĩ rất là đáng mua trong thời hiện tại. 55 inch của Toshiba chỉ có 8.990.000 tại điện máy xanh trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Và đây là một trong những thời điểm đáng mua dòng sản phẩm này và số lượng có hạn của các bạn mình thôi. Đó, hãy liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình để Quyền có thể tư vấn chi tiết hơn cho các bạn mình, hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam luôn của các bạn mình ơi. Bảo hành 2 năm nha, mua đâu cũng vậy, mua giùm Quyền. Quyền cảm ơn cô chú anh chị và bạn mình rất là nhiều nha. Và tại điện máy xanh thì còn có rất là nhiều mẫu TV nha, từ 55 inch 43 đến 65 inch có luôn nha, 65 inch đây luôn nha, của Samsung, Sony, LG thì có hết của các bạn mình nha. Ngoài ra còn có những cái mẫu lo kéo luôn nha, lo karaoke luôn nha các bạn mình ơi. Đó, rất là nhiều mẫu. Cô chú anh chị mình cần Quyền tư vấn dòng sản phẩm nào cứ gọi điện trực tiếp cho Quyền hoặc nhắn tin Zalo, Facebook chị cũng được nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh bạn mình rất là nhiều nha.